giờ cái list tiếp theo hay là về hướng dẫn để mình bung bao tay. Đó, giờ mình bung cho nó đầy đủ bao tay trước đi ha. Thì giờ dây cũng mở cái auto lift giống như gần như cái video lần trước. Rồi là trong cái phần mà push video này nè. Đó, mình chọn là một thôi. Xong rồi push nó dẫn y gan vậy, đưa vô đây, đưa vô bung. Đó, cái này thì cũng tầm chừng 6 giây 7 giây khoảng 10 giây đảo lại, rồi đừng để lâu quá, lâu quá nó sẽ bị đứng máy ha. Rồi thì có thể là không được, nhưng mà lâu lâu nó cũng được. Thấy không, mình được 2 cái nè, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Đó, rồi có khi nó cũng sẽ lâu hơn. Đó, nếu mà nó lâu hơn, nó đứng nhiều hơn thì mình nghe được nhiều bao tay hơn. Đó, y gan vậy thôi ha. Còn về là nâng cấp thì cũng y gan vậy, thì mình cũng bấm exchange đấy, rồi cho nó đủ rồi mình đưa vô đây mình nâng, thôi, nâng thì nó lên thôi. Nhưng mà nhớ là khi mà nó lên xong á rồi mình lưu lại, mình cần lưu cái cấp độ lại, tại vì khi mà mình không lưu cấp độ lại á, mình lưu lại chứ mình không lưu lại á, là nó sẽ mất hà, nó sẽ khi mà cái lần tiếp theo mình vô chơi á, nó sẽ bị mất, nó bị mất về cái cấp độ mà mình nâng trước đó. Đó, vậy thôi.